muốn chết à? Thanh niên trai tráng, sao lại có suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Cháu ơi, chân bà đau quá, cháu có thể đưa bà qua đường được không? Thế nhà bà ở đâu ạ? À, ở chung cư đằng kia kìa. Vâng ạ. Bà này không hả bà? À, lúc nãy bà kể đến đâu rồi nhỉ? À, bà nhớ ra rồi. Cái hồi năm bà 18 tuổi ấy, có tới 108 người đàn ông theo đuổi bà, nhưng mà bà đây từ chối hết. Mà lạ thật ấy, không có một người nào có ý định tự tử cả. Đi, đi, đi thì bà kể bà tiếp. Bà ơi, có phải tòa này không ạ? À, không phải tòa này, tòa nhà bà cao hơn thế này cơ. Đi, đi, đi tiếp. Bà kể cho cháu nghe chuyện cái người tình thứ 98 của bà nhá. À, mà cháu đang bận quá, hay là bà gọi gia đình đến đón đi ạ? Bận gì mà bận, thanh niên trai tráng giúp bà già một tí thôi mà cũng kêu ca. Thanh niên bây giờ chán thật đấy, chả có tinh thần trách nhiệm gì cả. Ôi dồi ôi, cái thân dạ, đau quá đi. Dạ không ạ, ý cháu không phải là như thế, cháu đang... Chả thế còn gì. À dồi ôi, đau quá, lưng đấy. Rồi ạ, cháu đang có cuộc hẹn. Cháu tỏ tình với bạn gái, nếu mà đến muộn thì hỏng hết ạ. Cái gì? Tỏ tình hẹn hò với bạn gái á? Thế hẹn ở đâu? Dạ cũng gần đây thôi ạ. Thế mà bà cứ tưởng cháu có suy nghĩ tiêu cực, bà mới đưa cháu đi nói chuyện linh tinh để cho cháu quên đi rồi à. Bà, bà đi đâu từ sáng đến giờ đấy? Làm cháu tìm mãi. Mà cháu bảo với bà rồi, hôm nay cháu có hẹn, thế mà bà lại... Ô, anh Tùng, sao anh lại ở đây ạ? Anh... Thế hai đứa quen nhau à? Mà sao lại hai đứa cùng có hẹn là thế nào? Bà... Đấy... Thế bây giờ thế nào đây? Ít ra thì cũng phải có hoa chứ, ai lại đi tỏ tình hai bàn tay thế à? Này, bà có 108 người tỏ tình, nhưng mà không ai tỏ tình như cháu đâu đấy nhá. Để cháu đi chuẩn bị ạ. Kìa bà, không cần đâu ạ. Ôi, cái chân bà lại đau mất rồi đây này. Thế bây giờ đứa nào đưa bà về nhà đây? Đây ạ. Để cháu đưa bà lên nhà. Tìm hiểu cháu bà kỹ càng mà nhớ là nó nào nó ghê gớm lắm đấy. Chị Liên, đi chợ về muộn thế. Ra đây bà, nhanh. Nhanh. Có chuyện gì đây? Tin nóng hổi thổi phù phù. Tin gì? Chị biết con Mai không? Ly dị rồi. Ôi dồi ôi, làm sao mà ly dị? Sao cô biết tôi lại không biết nhở? Thằng cháu nó làm trên phường, nó nói tối hôm qua ai mới biết đấy. Thế à? Này, bảo nhá, thằng chồng nó ngoại tình. Ôi, tại công ty luôn. Thế là con Mai này đến công ty chồng đánh ghen, đánh con người ta chảy máu đầu đưa vào viện cấp cứu. Ôi dồi ôi, ghen quá đấy. Chứ có gì đâu. Mà tội thật đấy, hai vợ chồng đẹp đôi là thế, thế mà lại xảy ra chuyện nhở? Con bé này mới dọn đến đây ở đúng không? Ừ. Đây, bụng ảnh ra nhá. Mà ở mỗi một mình thôi, chả thấy ai gì cả. Ừ đúng rồi, em cũng thấy lạ lắm mà. Không thấy ai đến chơi, cũng không đến ai thăm non nó nào nhỉ? Chắc chắn là bố thằng bé không chịu trách nhiệm rồi, giấu gia đình cho nên không ai đến đúng không? Nhưng mà thôi, chuyện này là chị em chúng ta biết rồi nhá. Ừ. Em dặn không nói với ai nhá. Được rồi, cô phải xem thế nào, tìm hiểu kỹ đi nhá. Ờ được rồi, để em quan sát, em đi về đấy. Thế mà mình không biết gì. Hổi, hot hòn hột mới ra lò. Này, sao cô lúc nào cũng có mới ra lò mà tôi chả có gì ra lò nhỉ? Úi trời, bác làm sao mà ra lò được nữa. Em này, tin cập nhật hơi bị nhanh nhá. Nào, con Linh mới thuê nhà ở xóm mình ấy, chửa vỡ ra đây. Biết rồi, làm sao? Có ông bồ già đến thăm, đi chơi với nhau tình cảm cực. Ôi,
cặp với cả ông già á. Này này, con bé này trẻ mà cặp với cả một ông già. Mà bọn trẻ bây giờ nó hay gọi là cái gì nhỉ? Ông bố già được gọi là Sugar Daddy. Còn bọn cái con bé trưởng này này gọi là Sugar Baby. Sugar Baby là gì? Thì là viên kẹo bé nhỏ ấy. Ôi dồi ôi. Nghe em nói chị nghe nhá. Đêm hôm ông ấy vác túi to túi nhỏ nhá, toàn đồ ăn thức uống thôi. Sáng hôm sau mất hút không thấy mặt đâu cả. Chán thật đấy. Cái thời buổi bây giờ nhiễu nhương thật đấy. Này cứ như là mốt đấy nhở. Mở mắt ra là nghe mấy cái đứa con cái đi phá hoại gia đình người khác. Thì thế. Cháu chào. Chào hai cô ạ. Cháu đây là... Dạ, cháu là chồng của Linh ạ. Chồng à? Chồng vâng. Chúng cháu mới chuyển về đây nhưng chưa có dịp qua hỏi thăm mọi người. Hôm nay vợ chồng cháu qua đây hỏi thăm hai cô ạ. Thế quý quá nhỉ. Thế sao hôm nay cô mới thấy cháu ở đây nhỉ? Chuyện là thế này, cháu là bộ đội công tác ngoài đảo xa. Nay mới có dịp về chăm vợ. Bố mẹ hai đứa chúng cháu đều ở tỉnh xa, tháng sau mới qua đây chăm vợ cháu được. Đấy, hôm trước bố vợ cháu sốt ruột quá, phi ngay lên, nhưng mà lên được 2 ngày rồi lại về luôn ạ. Cháu ở xa nên hơi lo. Tối hôm nọ là bố vợ à? Dạ vâng. Là bố đẻ cháu à? Vâng ạ. Sao hả cô? Không. Không sao. Dạ cháu có chút quả quê biếu hai cô ạ. Dạ. Vợ cháu ít nói lại không biết giao tiếp, mong hai cô thông cảm. Ở nhà hai cô thi thoảng qua giúp đỡ vợ cháu. Thấy hai cô thân thiết với nhau thế này cháu mừng quá. Hàng xóm là tối lửa tắt đèn có nhau, nếu khó khăn gì là cứ bảo hai cô nhá. Dạ thế ạ. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Được thế thì còn gì bằng ạ. Thế thôi cháu xin phép vợ chồng cháu lại nhà. Dạ. Vợ chồng cháu xin phép ạ. Viên kẹo bé nhỏ buồn cho lắm vào. Thì chị cũng thế. Là bát bún rau, bao nhiêu sợi bún là bấy nhiêu sợi bún rau. Anh lại say rồi đấy. Đây toàn hơi rượu, bé con lùi ra. Anh uống đi. Dạo này anh có chuyện gì giấu em có đúng không? Gì có chuyện gì? Anh khác lắm. Trước đây anh không bao giờ nhậu nhẹt, thế mà bây giờ suốt ngày anh say xỉn, đêm hôm anh mới về đến nhà. Có chuyện gì thì anh cứ chia sẻ với em được không? Chia sẻ cái gì? Có một thứ mà cô có thể chia sẻ được với tôi, đấy chính là tiền trong ví tôi cuối tháng. Còn ngoài ra là cô chỉ có suốt ngày con cái với dọn dẹp nhà cửa thôi. Thế cô hỏi cô là cô muốn chia sẻ cái gì? Em xin lỗi. Từ ngày em sinh con xong, con ốm đau suốt. Em cũng không đi làm để giúp đỡ anh được. Bao nhiêu gánh nặng kinh tế dồn hết vào vai anh. Nhưng em là vợ anh mà, có chuyện gì thì anh cứ nói với em được không? Tôi chính thức trở thành một thằng thất nghiệp. Tiền điện, tiền nước, tiền con, tiền cái bây giờ ai lo? Cô có gánh được không? Em ơi! Này, tôi chỉ ước bây giờ tôi vẫn chưa có vợ. Tôi này chỉ mong có một người vợ biết quan tâm và hiểu chồng như vợ ông. Thế mà bây giờ tôi về nhà chỉ thấy áp lực, bực dọc, mệt mỏi. Lại rượu, lại rượu. Vợ đây à? Lần sau uống rượu ra đường mà ngủ nhá chứ. Anh xin trân trọng giới thiệu, đứng trước mặt em bây giờ là hai thanh niên thất nghiệp. Đúng rồi. Anh là thanh niên số 1, còn thanh niên số 2 chính là thằng chồng em. Ôi, sao xuống tôi lại khổ thế này. Chồng đã thất nghiệp rồi, lại còn ăn hại như này nữa, suốt ngày say xỉn. Được rồi, biết rồi. Đi vào, đi vào, đi vào. Thì tên đường có đẩy. Đi. Anh về đây à? Anh ngồi đây. Em pha sẵn cho anh cốc nước chanh rồi. Anh uống đi cho giải rượu. Hai đứa ngủ hết rồi anh ạ. Hôm nay em làm cho anh món tôm sốt chua ngọt này, rồi mọc sốt cà chua. Đây là hai món mà anh thích anh nhất đấy. Anh chờ một tí để em và em lấy nồi cơm cho. Sao em ăn cơm muộn thế? Đợi anh về làm gì? Nhà có mỗi hai vợ chồng, em chờ anh về để ăn cơm cho nó vui.
cơm nóng hổi đây. Mùa này mà ăn những cái món này với cơm nóng hổi thì ngon lắm đấy. Em làm cái gì thế này? Em ở nhà rảnh quá, cũng chẳng có việc gì làm, nên là nhận một ít tranh về thêu thùa. Đỡ đi được đồng rau đồng mắm, cũng là đỡ gánh nặng cho anh. Không sao đâu, kim đâm vào một tí, mai khỏi mà. Anh xin lỗi. Sông có khúc, người có lúc. Em tin là sớm hay muộn, anh cũng sẽ tìm được công việc phù hợp thôi. Chở hai đứa lớn đi học, em cũng sẽ đi tìm một công việc để phụ giúp anh. Chắc chắn là mọi việc sẽ ổn thôi. Đúng, chắc chắn là mọi việc sẽ ổn. Ngay ngày mai anh sẽ đi xin việc. À thôi nào, ăn cơm thôi.